Hello, kính thưa các bạn. Hôm nay Quốc Võ đang có mặt tại nhà của chị Thái Hà, một trong những người chị rất dễ thương. Thì vô tình lại gặp một cái người phải nói là rất là đặc biệt. Những gương mặt đặc biệt của thành phố Fountain Valley, đó là anh Michael Võ, đó, thị trưởng. Thì kính thưa quý vị, hôm nay anh rất là đẹp trai trong một cái áo trắng và cà vạt rất đẹp. Bên cạnh là anh, xin lỗi cho biết tên anh ạ, Sếp anh Bùi, Sếp Bùi, nghị viên thành phố, và bà xã của anh Michael Võ đây, chị Nga. chị Nga, và bà xã của anh Sếp Bùi đó, Lâm Hoàng My, và rất là nhiều gương mặt quen thuộc cộm cán lắm. Thưa anh, em rất là vui khi ngồi chung với anh như thế này trong một cái bàn tiệc, phải nói rằng nó khá là bình dân nhưng mà rất là ấm cúng, phải không ạ? Thì anh có cảm xúc như thế nào khi mà mình tập trung anh em vào ngày mùng năm Tết như thế này anh? Thật ra thì trong cái không khí Tết mà mình giữa buổi trưa nắng ấm của miền Nam Cali mà mọi người được quây quần bên nhau để hưởng những cái bánh tét, rồi chúng ta thấy những cái món bánh xèo đặc sản của người Việt Nam, thì đó cũng là cái điều rất là quý. Và có lẽ các bạn đang theo dõi, mà nhất là những người đang ở miền Đông xứ lạnh, thì rất là thấy thấy rằng không tuyệt khí vời ở Nam Cali vẫn là hạng nhất. Em là cái dịp đầu tiên đến cái nhà của chị Thái Hà lần đầu tiên, và cũng gặp chị anh nhiều lần rồi chứ không phải là ít ít lần đâu, nhưng mà cái lần này thì rất đặc biệt, tại vì em trực tiếp cầm máy quay ra cho anh. Thì sao chị vui không chị? Vui không? Rất là quý với cái những cái tình chung quanh cái bàn này. Đôi khi nếu mà mình không có những cái xúc cảm á, thì mình sẽ không thấy đó là quý, nhưng mà hôm nay chị đến là rất là xúc cảm trong cái tình của những cậu em, những cô em mà đã bao lâu chị không gặp. Mái tóc màu tím đẹp quá, đẹp lắm, lạ quá, body hot, đẹp, đẹp lắm. Đứng lên chị. Có cái bí quyết gì mà anh giữ cho bà xã đẹp quá, đẹp hoài vậy anh? Thật ra đó là ai mà hỏi thì anh nói là cho ăn thì ít mà cho đi shopping thì nhiều. Trời ơi, cái này là một khẩu hiệu mà nói là tuyệt đối cho các người vợ mà cho những người tình nhân. Bây giờ mình xin vào cái chủ đề chính chút xíu, tại vì em nghe một cái tin rất là vui. Sắp tới là 3 tuần nữa là cũng có những cái bầu cử gì đó, ha không anh? Thì em nghe tin anh cũng tham gia vào trong một cái vị trí rất quan trọng của quận Cam, quận Cam mình tức là quận Cam Tây đó. Thì mình rất là tự hào khi mà tại ở tại Mỹ này, đặc biệt là tại Bosa này, mà có những cái người mà đứng ra để làm chính trị và có tiếng nói của người dân, ha, một cái tiếng nói chung rất là tuyệt vời. Thì bây giờ anh xin chia sẻ cho em biết, với lại khán giả biết đó, một vài những cái chi tiết nó quan trọng trong cái cuộc mà tranh cử này. Xin mời anh. Trước nhất là anh phải cảm ơn đạo diễn Quốc Võ ngày hôm nay là cầm máy để quay. Trong công việc mà mình làm với thành phố, riêng cá nhân anh thì anh đã vào hội đồng thành phố Fountain Valley từ năm 2010 đến bây giờ là đã hơn 10 năm. Thì trong những cái quá trình tranh cử và làm việc như vậy thì mình cũng đã đem được cái tiếng nói đại diện, nhất là đem lại cái sự thông cảm của cộng đồng địa phương đến với cộng đồng người Việt. Thì ngày hôm nay chức vụ giám sát viên địa hạt 2 là chức vụ đang được bỏ trống, là vì bà Michelle Steele đang đảm nhận chức vụ đó. Thì trong tháng 11 vừa rồi bà đã đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Thì đây là chiếc ghế mà bao gồm đến 11 thành phố thay vì chỉ một thành phố thôi. Ở quận Cam thì có 34 thành phố, và với chức vụ giám sát viên địa hạt 2 là bao gồm hầu hết tất cả những thành phố lớn của quận Cam, ví dụ như là Newport Beach, Costa Mesa, Fountain Valley, Huntington Beach, Seal Beach, Rushmore, La Palma, Los Alamitos, Cypress, Stanton cùng với Buena Park. Với cái số cư dân là 600.000 dân, thì hiện bây giờ đó là một cái trận chiến tương đối rất là lớn, tại vì anh Michael tranh cử cùng với 4 người Mỹ địa phương, và mình lúc nào tranh cử, nhất là người Việt Nam, thì mình cũng có cái sự yếu thế, là tại vì các đảng dân chủ thì họ đưa con gà dân chủ đảng Cộng hòa, đưa con gà của đảng Cộng hòa, cũng giống như 10 năm trước khi anh đi tranh cử thì mấy con gà là họ lựa sẵn rồi, nhưng mà khi chúng ta làm thì mình vẫn phải tận nhân lực tri thiên mạng, mình phải cố gắng hết sức mình. Thì ngày hôm nay là trong có những người đã chuẩn bị tranh cử vào vị trí này cả hơn một năm,
Nhưng mà anh cùng với anh Thét Bùi, cùng với chị và tất cả các bạn ủng hộ, chỉ quyết định tranh cử vào chức vụ này trong non một tháng rưỡi vừa rồi thôi. Yeah. Thành ra mình rất là trễ. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay thì theo những cái bình luận và những cái bài báo của đối thủ thì anh trở thành cái người mà họ đang để ý nhiều nhất, tức là đối thủ đáng gờm nhất, đáng sợ nhất. Yeah. Vậy là thì, tốt phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cái chuyện mình làm có hiệu quả. Mỗi ngày sau những cái chiến dịch vận động tranh cử thì anh có rất là nhiều người đảng khác, cho dù là khác đảng với mình, ví dụ anh cá nhân anh và anh cùng với anh Thét Bùi là ghi danh vào Republican, là người của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên cũng có những người đảng Dân Chủ họ đã ủng hộ và đã vote cho anh. Bởi vì trong thời điểm chúng ta đang nói chuyện là cử tri của địa hạt 2 đã nhận được lá phiếu đi bầu rồi. Và họ có thể bầu kiếm diện bằng cách gửi thư đến. Và cái ngày bầu chính thức sẽ là ngày 9 tháng 3. Thành ra mong mọi người sẽ cùng với chúng tôi ăn mừng chiến thắng. Thêm nữa là bên cạnh của anh Michael, Thét là một người rất là đắc lực trong cái cuộc công cuộc vận động cho anh Michael. Also, bên cạnh tôi, một cô em gái, vợ của Thét Bùi, cũng là một trong những người chỉ có 4 anh chị em làm việc thôi. Thành ra đó cũng là một cái gọi là mình phải càng cố gắng thêm. Thì tại vì nhiều người giúp mình thì sẽ có những cái cơ hội để cho mình có thể đó, mình lấy đó làm thành trì để đi, để chiến thắng. Thật ra thì ví dụ như Quốc thấy đó, là mình đi dọc theo đường thì mỗi lần đi tranh cử thì cũng có những cái bản cấm, thì anh cũng có những cái ban lo đi cấm bản từ, nhưng mà hồi xưa là mình chỉ gói gắm trong một thành phố thôi. Bây giờ là đến 11 thành phố. Thành ra cái địa bàn hoạt động nó rộng hơn. Thì cũng chia sẻ với tất cả mọi người là tối hôm qua thị trưởng Phú Nhơn cùng với cô luật sư này phải tự nó tự lấy xe xuống New Hope Beach và để coi là những cái bảng mà nào mà rớt là hai cô đó. Phải đi tự nghe quá đi cấm. Thành ra cái vấn đề làm là ai cũng góp sức một với nhau một tay. Đúng rồi. Thì vì cái chiến dịch tranh cử này nó quá ngắn. Tức là từ lúc mà cô ta nhậm chức vụ Congresswoman đó, thì cho đến ngày bầu cử là chỉ có hơn 2 tháng thôi. Thành ra và cái địa bàn hoạt động quá rộng, thành ra trong thời gian qua thì anh cũng cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ, nhất là những người đã ủng hộ tài chính, tại vì cái quỹ để tranh cử là cần đến khoảng 250.000 trong thời gian rất là ngắn, chỉ trong vòng 30 ngày là phải đủ số tiền đó thì mình mới làm được những chiến dịch. Thì quý vị các bạn thấy là hầu như là trong 10 năm qua mà tôi làm việc trong thành phố đó, thì hầu như là cái tiền tranh cử là lo làm chuyện tranh cử, bao giờ biết cái chuyện đó sẽ chi phí cái gì hết. Thì mỗi một cái ủy ban bầu cử như vậy họ có những người treasury, và những người treasury đó là muốn chi một đồng là phải có receipt cho họ. Thành ra cái vấn đề chính là ví dụ như mình thấy một cái bảng lớn cắm ngoài đường 250 một bảng, mà mình không phải mình in một bảng, mình in một lần 50 bảng hay là những cái bảng nhỏ nhỏ như vậy là 8-9 đồng một bảng, mình in một lần 10.000 tấm bảng. Đúng rồi. Là chỉ là nói rằng in bảng để giới thiệu thôi. Nhưng mà những cái campaign khác, ví dụ anh gửi mail đến 400.000 cử tri của cái địa hạt 2. Thì 400.000 cử tri đó thì ví dụ như là mình có 100.000 nóc da thì mỗi lần mà gửi mail như vậy là tốn mấy chục ngàn đô. Nhưng mà nếu mình không làm như vậy thì người ta không biết. Đến ngày hôm nay thì sau hơn một tháng đó, ủy ban của anh đã gửi ra hơn 500.000 cái text message, 500.000 cái email, và cũng đã có rất là nhiều người đến ủng hộ, nhất là cử tri Việt Nam trong địa hạt 2. Thì cử tri Việt Nam trong địa hạt 2 tương đối rất là ít so với những thành phố lớn mà đông dân Việt, ví dụ như Westminster hay là Garden Grove, nơi mà chúng ta đang ngồi đây là thành phố Westminster. Thì thành phố Westminster có đến 50% cư dân Việt Nam. Thành ra cái yếu tố thắng nó rất là dễ, nhưng mà khi chúng ta đi ra những cái vùng xa thì mình cần vận động vào cử tri dòng chính. Nhưng mà cũng không quên nhắc nhở các bạn Việt Nam của mình, tại vì lá phiếu Việt Nam cũng sẽ là một trong những lá phiếu quyết định để đưa mình đến cái đích được qua đúng cái rồi. Sự ủng hộ. Oh, yes, anh, lá phiếu Việt Nam rất là quan trọng mà. Quan trọng chứ. Thì muốn chia sẻ thêm là ví dụ là lần đầu tiên người Việt Nam thắng cái vị trí mà Board Supervisor là Trần Đức Nguyễn,
cô ta thắng với 3 lá phiếu thôi. Ui, quá quan trọng. 3 lá phiếu thôi, bằng 3 lá phiếu thôi. Thì mỗi một lá phiếu của người Việt Nam mình rất là quan trọng. Và thêm muốn chia sẻ thêm là cảm ơn các cả các bạn mà muốn tìm hiểu theo anh Michael hay là ông có sức góp thêm cho anh Michael cái này tài chính đó thì lên lên website của anh Michael voteformichaelvo.com để tìm hiểu thêm về anh Michael Võ. Và thêm Michael Võ và thêm chương trình sắp tới là anh Michael sẽ đi Đức Thăng, anh Michael đi với vào một thành phố theo trên cái calendar trong mấy một thành phố, thì cái thôi lên website để tìm hiểu theo về anh Michael Võ. Okay. Cảm ơn anh Sách Bùi. Và giống như nãy em có nghe anh Michael Võ nói về cái vấn đề mà trong cái quá trình tranh cử thì mình phải làm những cái công việc là giống như đi cắm bảng hoặc là những cái số tiền mà chi phí đó thì em rất là hiểu, là tại vì trong vấn đề kinh doanh cũng vậy anh. Nếu mà mình muốn quảng cáo, mình muốn mở một cái tiệm, mình muốn bán một cái sản phẩm thì bắt buộc mình phải có những cái advertising. Thì bây giờ anh ví dụ anh có thể là anh ở thành phố này nhưng mà có những người khác ở những thành phố khác hoặc ở tiểu bang khác họ không biết nhiều về anh thì bắt buộc là mình phải làm cái đó. Và em hiểu là giống như tụi em là chỉ làm kinh doanh bình thường thôi, thì những cái flyer hoặc những cái business card hoặc là những cái poster mỗi lần in là đã khá là nhiều tiền rồi. Giống như cái chương trình hôm bữa anh thấy ông sơ sơ thôi, nội mà cái backdrop này kia cái nọ là quá trời tiền rồi, chứ đừng nói chi là để mà đứng ra tranh cử một cái chức vị quan trọng như vậy á. Thì em nghĩ là cái số tiền mà cần, nếu mà nói 250.000 đô thì em cũng cảm thấy nó còn quá ít. Đúng, em nói đúng không? Tại vì con người rồi nói chung là nhiều thứ mình cần phải chi trả lắm, cho nên là em nghĩ là những cái chia sẻ của anh á là tất cả các những người Việt Nam hoặc tất cả những cái fans YouTube của anh Quốc Võ sẽ nghe và sẽ hiểu và họ cũng sẽ đồng lòng và sẽ cùng ủng hộ cho anh trong cái công việc sắp tới, là vì đó là một cái vị trí rất quan trọng và đặc biệt là cái người Việt Nam đầu tiên. Thì chúng ta là người Việt Nam mà phải ủng hộ lẫn nhau, và nhất là anh Michael Võ là cũng đã rất là nhiều năm làm và đem lại những cái lợi ích cũng như là đóng góp rất là nhiều công sức cho cộng đồng rồi. Thì em nghĩ chắc có lẽ là không những ở trong bằng này không, mà tất cả các fan của anh Quốc Võ đều sẽ cùng đồng lòng và ủng hộ cho anh trong cái chiến dịch sắp tới. Thì thật sự đó các bạn, như là tất cả các fan của anh Quốc Võ cũng như là tất cả cùng các cộng đồng người Việt Nam của mình ở mọi nơi, thì đây là cái cơ hội để chúng ta cùng giúp sức, mỗi người mỗi chút thì nó nhiều nhỏ gấp lại thành to, để chúng ta cùng đồng tâm để mà ủng hộ, để mà cố gắng mỗi tay mỗi chân để mình có được một leader, gọi là một leadership như anh Quốc Võ đã, như các bạn đã thấy rồi. Anh Quốc Võ thì là một thành viên cũng như là một nhân vật rất là quan trọng, cũng như là một người rất là có tâm có tiếng, sẽ hướng dẫn cộng đồng và cũng như là community của chúng ta bước lên một cái bậc đỉnh nữa. Thì mong tất cả các bạn đều luôn luôn ủng hộ nha anh Michael Võ để trở thành đạt được và cái ngày giám sát viên, đúng rồi, sẽ trở thành người giám sát viên đầu tiên tại quận Cam, người Việt Nam đầu tiên. Ủa, nhưng mà xí cho hỏi thăm là nếu mà anh thật ra thành giám sát viên rồi đó thì anh có cho nhậu nhẹt trong vậy nữa không? Không, đây là ngày đầu năm anh được quyền tất cả chúng ta luôn quyền nhậu nhẹt. Đừng nói lên khi làm giám sát rồi không cấm nhậu nhẹt nhậu nhẹt. Chúng ta đều luôn luôn ủng hộ anh Michael Võ ha. Thật ra thì trong cảm ơn Khoa, trong thời gian qua đó anh nhận được những cái donation nhỏ lắm, nhiều khi 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng của các bạn trên khắp Việt Nam, trên khắp nước Mỹ gửi về. Cái quan trọng nhất là cái lòng. Và dĩ nhiên là trong cái vấn đề ủng hộ tài chính thì các bạn ủng hộ theo cái khả năng của mình, cái đó là cái tấm lòng là quan trọng nhất. Ví dụ như trong cái công việc làm thì mỗi một cái lời khen tặng là cái, hay là mỗi một cái donation là cái chuyện là mình cảm thấy rằng cũng có những người Việt Nam quan tâm đến vấn đề mình đang làm. Thì cảm ơn đạo diễn Quốc Võ ngày hôm nay Đức Thanh cầm máy để giới thiệu cho chúng tôi. Thì trong cái không khí đầu năm thì cũng xin được gửi lời chúc Tết đến với tất cả các bạn đang theo dõi, một năm mới tràn đầy sức khỏe, một năm mới vạn sự an lành,
an khang và thịnh vượng. Trong những cái không khí đón xuân đầu xuân như vậy thì vui chơi tại nhà của chị Thái Hà cùng với các bạn Lâm Hoàng My, cùng với Porter, cùng với tất cả các em thì cũng rất là vui và xin một lần nữa được chúc mừng năm mới xuân Tân Sửu. Yeah. 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 Thank you anh rất nhiều. Gửi lời chúc sang tới mọi người. Thì Thép Bùi, nghị viên thành phố Phan Thanh Mây cũng chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, tiền vào như nước, mày da nhỏ nhỏ. Rồi, thì nói chung là em là Quốc Võ, em cũng xin chúc cho anh, trước hết là anh Mây của Võ ha, với lại anh Thép Bùi ha, hai anh là luôn luôn thành công. Những cái gì mà anh đề ra trong năm nay đó là phải đạt được cho bằng được ha, bằng mọi cách phải bằng cho bằng được. Em chúc anh thành công ha. Em chúc cho hai vị phu nhân này cũng là càng ngày càng trẻ đẹp đó, lúc nào cũng ủng hộ ông xã mình là nhiệt liệt ha, nhiệt tình không? Rồi bây giờ mời mời nói đằng sau lưng người đàn ông thành công là phải có một người đàn bà tuyệt vời. Đây là hai người đàn bà thật là tuyệt vời. Em cũng tuyệt vời luôn, em muốn hay em lắm cũng vậy em cũng vậy luôn. Và một lần nữa để Lâm Hồng My nói nha, cũng chúng tôi là không có phá luật nha, tuân chỉ đàng hoàng, Covid không đi đâu, chỉ nhậu ở nhà. Ok, bây giờ mời tất cả mọi người cùng nâng ly để mình ăn, mình chúc mừng cho anh Michael Võ nha. Tất cả mọi người đều nói rằng là tất cả đều người đều nói rằng là vote for Michael Võ ha. Ok. Michael Võ 1 2 3 nha. Từ từ nha. Ok, chuẩn bị nè. Rồi, 1 2 3. Rồi, yếu quá không chịu được cái được. Mà lại nè, mở trong vòng. Từ từ lần lại nào. Quốc Võ đếm nha, Quốc Võ đếm nha. 2 3. Vote for Michael Võ. Yeah. Rồi, good.